Mến chào cô bác chị đã quay lại kênh của em. Thì hôm nay em có trên hướng dẫn đường đi cho bà con cô bác chạy đến chùa Đại Tài Suối, cũng sắp sửa lại cái chế xi ma của bác. Nằm bên phía tay phải của bác anh chị đó là hướng từ Bạc Liêu đổ về hết cô bác chị. Thì bên tay trái của bác chị hướng này là cô bác chị. Ở ngoài lộ á, nhìn qua hướng bên tay trái của bác chị đó là hướng về thành phố Sóc Trăng ha cô bác chị. Thì trước màn hình của bác chị là chạy dài một đoạn đường, đó là quốc lộ 1. Thế cô bác chị thì em mời cô bác chị đồng hành cùng em vào bên trong để đi theo em để tới chùa Đại Tài Suối ha cô bác chị. Thì em không tiện đứng ở ngoài để giới thiệu bà con cô bác biết tới, cũng như là tiếng nhạc hơi ồn ha cô bác chị. Thì em xin thông báo cô bác chị một lần nữa, thì hướng màn hình của bác chị là hướng quốc lộ 1A ha cô bác chị. Bên tay phải màn hình của bác anh chị là hướng từ Cà Mau Bạc Liêu đổ về, và hướng từ bên tay trái của bác anh chị là hướng vào thành phố Sóc Trăng ha cô bác chị. Thì em mời cô bác chị đồng hành cùng em đi những đoạn đường đến chùa Đại Tài Suối ha cô bác chị. Đây thì trước màn hình của bác chị là em chạy vô ha. Thì đây là đoạn đường từ ngoài lộ phải vô chùa Đại Tài Suối, đường gặp lại kết giới xi măng. Còn hai bên đây cũng treo cờ hết trơn nè cô bác chị. Thì cũng rất là thuận tiện đường đi, cũng như chiếc xe lớn xe nhỏ từ Bạc Liêu thăm viếng ngôi chùa hay là xuống như là lại cái xe ma đỡ nữa sẽ bước vào ngoài lễ các cô bác chị. Thì đó cô bác chạy đi dọc đường như hướng từ Cà Mau Bạc Liêu đổ về vô trung tâm thành phố Sóc Trăng, thì bác cũng sẽ thấy hai bên quốc lộ cũng có gần cái chùa cũng có treo cờ. Đây là đường vào chùa nè cô bác chị. Em không có đứng ở ngoài lộ để giới thiệu cận cảnh gửi đến cô bác chị vì lý do là ở đó có đám cưới hay ồn với mở nhạc sợ phản quyền cô bác chị. Mong cô bác chị cảm ơn em đứng ở mép ở trong hai lời giới thiệu cũng muốn gửi đến bà con cô bác chị là những cái đường vào chùa Đại Tài Suối ha. Thời gian qua một cô bác chị cảm giùm em ha. Đây, ở hai bên này là treo cờ hết trơn rồi cô bác chị. Thì cũng gần tới chùa nè cô bác chị, trước màn hình của bác chị đó là thấy chùa ha. Thế nữa chắc xe lớn vô đây gửi nè cô bác chị. Xe không ra thì đi được, thì cũng rặn nè cô bác chị. Hai bên đây bà con cô bác chị, bà con cô bác công nhân đã làm đủ xong hoặc cũng xong hết trơn rồi. Đó, hai bên đây là có treo những cờ mặt trạng cũng như là hướng dẫn đường vào chùa Đại Tài Suối. Trước màn hình của bác chị là cũng như là thấy những ngọn cờ ha. Đây nè. Đó. Chạy khoảng chừng vài trăm mét nữa thì sẽ tới ngôi chùa. Bên đây hồi nãy á, thì từ quốc lộ chạy vô á cô bác chị. Đây, đó. Cũng là đường thuận tiện à. Thì chạy cô bác hướng quốc lộ chạy vô khoảng chừng có một đường thẳng á, chạy vào. Thì trước màn hình của bác chị là chúng ta cũng sắp sửa tới chùa ha. Tiếng mấy tiếng xe hơi ồn với ngoài gió, mong cô bác chị thông cảm. Đây. Gió quá, phải đồng ruộng đồng trống. Đây, bước tới chùa. À, cô bác thấy chùa. Ồ, bán đồ cũng nhiều lắm. Còn cái hai tuần lễ nữa mà các bà con của bác tới đây cũng như là đặt chỗ trước để bán đồ.
ai đi sau thì không có chỗ. Em đi đường hướng quốc lộ vô hả cô bác chị? Chơi gian hàng, những gian hàng trò chơi là có sẵn chơi này là không? Thì đây tới nữa là cô bác anh chị đi đường này thì nhà chùa cũng có làm những cái cầu tạm để qua sông ha. Đây là phòng của chùa, đây cầu tạm các bác chị. Bên đây thì buôn bán này nè. Cây cầu tạm nữa, tới gần lễ thì mở cây cầu này ra. Chùa nằm thuộc ấp Sóc Sòi, xã Phú Mỹ, huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng các bác chị. Hướng bên đó thì hướng từ mà Bố Thảo chạy vào á các bác chị. Đây là cổng chùa, đây là hướng nãy vô đường quốc lộ. Đây là cổng chùa nè cô bác chị. Thì em mời cô bác chị cùng em vào chùa luôn. Thì bữa năm 6-7 tháng 4 năm 2024 thì sẽ tổ chức diễn ra lễ kết giới Sima ngôi chánh điện. Và con cô bác tới đây cũng rất là nhiều rồi nè, cũng như là buôn bán ha. Trước màn hình của bác chị là ở đây buôn bán hết nè, không biết tên tự nhiên là như thế nào ha. Phải không? Đổ cái đó đó, có hai ông voi. Đây cô bác chị thì có nhạc nữa. Trước màn hình của bác chị là ngôi chánh điện ha cô bác chị, thì em mời cô bác chị cũng như dạo quanh cùng em một vòng ha. Ở đó mở nhạc lên nữa rồi sợ em sợ dính bản quyền. Mà giới thiệu với cô bác anh chị là nãy chạy ngang cái cầu này thì cũng như là để tạm tới nữa là Phật tử đi vô đường này, bà con Phật tử đi vô đường này thì rất là dễ luôn cô bác chị. Thì đây là những cái cầu để bác tạm cho Phật tử qua ha. Thì xa màn hình của bác chị cũng có một cái cầu nữa ở ngoài ruộng này, nãy là em chạy vô đó, là em giới thiệu bà con cô bác chị ha. Gió quá sợ ồn, mong bà con cô bác chị thông cảm. Thì bên kia cũng mở nhạc nhiều quá thì em sợ dính bản quyền, em sẽ đi giới thiệu cô bác chị cũng như tới ngày lễ kết giới Sima ngôi chánh điện chùa. Đây là suốt là ngày 5, ngày 6, ngày 7 năm 2024 sắp tới đây, thì rõ ràng là bữa nay 20 tây rồi thì còn có hai tuần lễ nữa thì tới thôi ha cô bác chị. Thì trước màn hình của bác chị là ngôi chánh điện đó này. Đây là những bà con của bác chị đến đây để như là phân lô để buôn bán à. Đây là nhà ghe ngon. Em đi đảo dưới một vòng rồi em sẽ gửi đến bà con cô bác chị cũng như là toàn giới thiệu ở đây thôi. Ồ, đây là đốn cây cao sẵn nha, vua khỉ à. Đó thì ngôi chánh điện chám màn hình. Đây là phần ngôi chánh điện cũng đã được các anh thợ nghệ nhân cũng đã làm á cô bác chị. Ủa gió quá. Thì đây là những cây thốt nốt. Này phải trái thốt nốt không anh? Này phải trái thốt nốt. Ồ, đây là những thốt nốt cũng như là thịt ăn ngon lắm mà, nước uống cũng ngon lắm á.
già rồi ăn đâu. Già rồi hả? Dạ. Đây là chánh điện của bác chị. Các anh thợ cũng đang vẽ, tại vì chán màn hình á, em không thể nào đi ngược nắng. Thì ở ngoài kia thì cũng rất là không có bác cảm em được. Em mời các bác chị lên phần trên luôn ha. Ở ngoài kia nhạc, ở sau đây thì gió. Chính đây là tượng Bổn Sư Thích Ca. Đây là những chuông, đây là trống của hết trời. Thì đây là ngôi chánh điện cũ nè. Đây là những ngôi chánh điện cũ cũng như hồi những năm về trước. Thì những năm về sau này cũng như được xây lại ngôi chánh điện mới. Và tới đây là ngày 5-6-7 tháng 4 năm 2024 là chính thức bước vào lễ khánh thành lễ kết giới xi măng ngôi chánh điện của bác chị. Đây là những chuông. Nhạc nữa em, kia là nhạc nữa của bác chị ạ. Em đi đảo qua đây dọc. Anh thợ cũng đang đóng quá trời. Nhạt quá. Đây, trước màn hình của bác chị là ngôi chánh điện ha, cũng đang hoàn thiện hết trơn rồi ha. Đây, tại vì ngược nắng hơi tối, mong cô bác chị thông cảm ha. Nhạc lên nữa thì mong cô bác chị thông cảm, em chị cũng như gửi đến thông báo cho bà con cô bác biết là cũng như đây là ngôi chánh điện của chùa Đại Tài Suốt sắp sửa cũng như lễ kết giới xi măng ha. Em né một phần bên kia là nhạc à, chào. Thì bên đây thì em quay gửi đến cô bác chị ha. Thì nhạc quá thì mới ra về, cũng như cắt clip thì mất hay cũng như cái đoạn clip đó ha. Rất là đây là em đi đảo một vòng ở đến
cô bác anh chị cũng như là xem những thức phim chùa của Đại Tài Xuống. Bên chùa Đại Tài Xuống này cũng đang cũng như là tỉa cái mảnh nhánh cây của cây thốt nốt nè cô bác chị. Đây. Bên kia thì quay nhạt quá, mong các bác chị thông cảm ha. Chút em bên kia thì em sẽ quay vòng để về nhà em sẽ ghép ghép nhạc. Nặng quá. Ở dưới màn hình của bác chị là khâm viên của ngôi chùa ha. Thì em đi một vòng đây, em gửi đến cô bác chị và em sẽ lồng nhạc ha. Nhạc có bản quyền thì mong cô bác chị thông cảm.